cô xin chào tất cả các con trước khi vào bài học ngày hôm nay cô có một món quà muốn dành tặng các con các con cùng xem đây là gì nhé các con có biết bức tranh này nói về ai không à đúng rồi đây là gia đình bạn an các con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe gia đình bạn an có những ai nào các con hãy cùng đọc thật to với cô huyền nhé bố bố mẹ mẹ anh anh em gái em gái như vậy gia đình bạn an gồm có bố mẹ anh bạn an và bạn an đó gọi là một gia đình nhỏ ngoài ra gia đình lớn gồm có ông ông bà bà bố bố mẹ mẹ anh anh em gái em gái gia đình của bé thật vui đúng không nào đó là hai gia đình gia đình lớn và gia đình nhỏ còn các con bây giờ các con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe trong gia đình của các con có những ai nhé các con ạ à, gia đình là nơi các con được sinh ra và lớn lên mọi người trong một gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc, yêu quý gia đình của mình. Còn các con, chúng mình phải biết yêu quý, kính trọng ông bà, bố mẹ và nhường nhịn các em nhỏ. Các con đã nhớ chưa nào? Bây giờ cô và các con cùng chơi một trò chơi nhé. Trò chơi có tên Ai Nhanh Nhất? Cách chơi như sau Trên màn hình sẽ xuất hiện hình ảnh của các gia đình Gồm gia đình lớn và gia đình nhỏ Khi cô gọi tên gia đình nào Thì chúng mình nhanh tay chỉ vào bức tranh gia đình đó nhé Các con đã sẵn sàng chưa nào? Tìm cho cô gia đình lớn Rất giỏi Bây giờ các con tìm cho cô Gia đình nhỏ À các con trả lời đúng rồi đấy Đây chính là gia đình nhỏ Các con có muốn chơi tiếp không nào Trò chơi hôm nay kết thúc rồi Trong tiết học sau Cô trò mình Trong tiết học sau Cô trò mình sẽ cùng nhau chơi tiếp nhé Vậy là giờ học hôm nay đã kết thúc rồi Cô xin chào Và hẹn gặp lại tất cả các con yêu gia đình của em lắm có ông có bà rất vui em yêu gia đình của em lắm có cha có mẹ quê quần em yêu gia đình của em lắm sớm hôm vui đùa cùng nhau em yêu gia đình của